Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline, tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Hồ Hùng Anh, tiểu sử và sự nghiệp của chủ tịch Techcombank. Khi hỏi tới Hồ Hùng Anh là ai, nhiều người không khỏi lắc đầu mà không biết. Ông chính là tỷ phú Việt Nam thứ 5 lọt vào top tỷ phú giàu có nhất trên sàn chứng khoán, đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng Techcombank. Hãy cùng Duy Anh Web đi tìm hiểu rõ hơn về tân binh được Forbes vinh danh này nhé. Hồ Hùng Anh là ai? Hồ Hùng Anh sinh ngày 8 tháng 6 năm 1970 tại Hà Nội, là doanh nhân, tỷ phú USD người Việt Nam tiếp theo được Forbes vinh danh top tỷ phú đô la sau ông Phạm Nhật Vượng và bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Ông chính là vị tỷ phú giàu thứ 5 trên sàn chứng khoán Việt Nam. Hiện nay, ông Hồ Hùng Anh đang giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank sau khi rút khỏi Masan vào tháng 4 năm 2018. Tổng giá trị tài sản của ông Hùng Anh là 1,7 tỷ đô la Mỹ, xếp hạng 1349 trên thế giới. Giá trị tài sản của ông tương đương với một tỷ phú khác là ông Trần Bá Dương. Ông tốt nghiệp kỹ sư điện tại Đại học Bách khoa Kiev, Ukraine, từng là cộng sự rất thân thiết với ông Nguyễn Đăng Quang, chủ tịch công ty Masan. Đôi nét về tiểu sử ông Hồ Hùng Anh. Hồ Hùng Anh sinh ra tại Hà Nội nhưng quê gốc của ông lại ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm 1987, ông Hùng Anh thi đỗ vào khóa 22 đào tạo kỹ sư tại Học viện Kỹ thuật Quân sự. Với thành tích xuất sắc trong quá trình học tập, ông đã vinh dự được Bộ Quốc phòng lựa chọn đi du học ngành kỹ thuật quân sự tại Liên Xô. Tuy nhiên, khi Liên Xô tan rã, ông đã chuyển sang theo học ngành kỹ sư điện tử tại trường Đại học Bách khoa Kiev, Ukraine. Bước đường khởi nghiệp của ông Hùng Anh là ở tại Liên bang Nga. Trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 1994 đến tháng 3 năm 1997, ông Hùng Anh giữ chức vụ giám đốc công ty SANMES Cộng hòa Liên bang Nga. Sau đó, từ tháng 3 năm 1997 đến tháng 6 năm 2004, ông là tổng giám đốc công ty Masan Rus Trading tại Cộng hòa Liên bang Nga. Đến tháng 5 năm 2008, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank. Từ khi nắm giữ cương vị chủ tịch của Techcombank, ông Hùng Anh đã đưa lợi nhuận của ngân hàng này ngày một tăng. Điều này giúp ông nằm trong danh sách 5 tỷ phú USD người Việt của tạp chí Forbes vào tháng 2 năm 2019. Từ kẻ bán mì vô danh đến ông trùm ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam. Con đường khởi nghiệp từ mì gói và tương ớt tại Liên bang Nga. Ông Hồ Hùng Anh đã luôn cho thấy mình là một người tài giỏi ngay từ khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường với loạt thành tích xuất sắc. Quá trình khởi nghiệp của ông bắt đầu được thực hiện ở tại Liên bang Nga. Khi khởi nghiệp tại thị trường Nga, ông Hùng Anh đã lựa chọn lĩnh vực mì gói và tương ớt để bắt đầu hoạt động kinh doanh của mình. Việc lựa chọn khởi nghiệp kinh doanh bằng sản xuất và buôn bán mì gói đã giúp Hồ Hùng Anh thu về được rất nhiều lợi nhuận. Trong 3 năm từ năm 1994 đến 1997, ông đã giữ chức vụ giám đốc công ty SANMES tại Cộng hòa Liên bang Nga. Chặng đường lập nghiệp và phát triển sự nghiệp của ông không thể thiếu bóng dáng của người bạn thân Nguyễn Đăng Quang. Ông đã cùng người bạn của mình trở thành đối tác kinh doanh thân thiết, cùng tiến hành buôn bán hàng hóa giữa Việt Nam và các nước Đông Âu vào đầu thập niên 90. Hồ Hùng Anh và Nguyễn Đăng Quang chính là những người đầu tiên sáng lập nên công ty Masan Rus Trading. Bộ đôi bạn thân tỷ phú Hồ Hùng Anh và Nguyễn Đăng Quang đều là những người thành công trong nhóm những doanh nhân khởi nghiệp tại Đông Âu. Điều đặc biệt, họ cũng giống tỷ phú Phạm Nhật Vượng, đều thành công từ lĩnh vực mì gói tại thị trường Đông Âu rồi mới phát triển sang những lĩnh vực kinh doanh khác. Cũng giống như những vị đại gia Việt khởi nghiệp tại Đông Âu khác, ông Hùng Anh là một người rất kín tiếng, ít xuất hiện trước giới truyền thông, trở thành thuyền trưởng đưa Techcombank phát triển thần tốc. Sau khi đã gặt hái được những thành công nhất định tại thị trường Đông Âu, ông đã quyết định trở về Việt Nam tiếp tục hỗ trợ người bạn của người xây dựng Masan. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline, tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Trở lại Việt Nam, ông Hùng Anh liên tục nắm giữ những vị trí quan trọng trong bộ máy tổ chức của công ty này như Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Đến năm 2005, ông Hồ Hùng Anh tham gia vào Hội đồng Quản trị Ngân hàng Techcombank. Đến tháng 5 năm 2008, ông đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank. Trong quá trình nắm giữ vị trí Chủ tịch của Techcombank, ông Hùng Anh vẫn song song giữ chức vụ tại Masan. Tuy nhiên, đến tháng 4 năm 2018, ông Hồ Hùng Anh quyết định từ bỏ mọi chức vụ tại Masan sau 10 đồng hành và gắn bó để tập trung cho Techcombank.
Đây là một quyết định được đưa ra khi bộ luật của các tổ chức tín dụng được sửa đổi vào tháng 1 năm 2018. Theo bộ luật này thì một cá nhân không được kiêm nhiệm chức vụ lãnh đạo ngân hàng và doanh nghiệp. Từ đây, ông Hùng Anh đã đưa ngân hàng Techcombank chuyển sang một trang mới với sự bứt phá đáng kinh ngạc. Ông đã từng gây choáng khi tăng mức phí trả lương cho nhân viên của ngân hàng Techcombank lên bình quân 33 triệu đồng một tháng. Được biết đó là mức lương dành cho nhân viên ngân hàng cao nhất thị trường hiện nay. Vậy điều gì đã giúp ông có thể phát triển Techcombank lớn mạnh đến vậy? Từ khi nắm quyền lãnh đạo ngân hàng Techcombank, ông Hùng Anh đã tiến hành làm những sự thay đổi trong cách vận hành với tư duy lãnh đạo rất đặc biệt. Ông Hùng Anh đã từng tuyên bố trong cuộc họp hội đồng cổ đông gần đây rằng Techcombank lựa chọn khách hàng. Khách hàng không nhiều nhưng phải tốt. Theo ông Hùng Anh cho biết, Techcombank sẽ tập trung lựa chọn vào khách hàng lớn, có uy tín và tạo ra những sản phẩm dịch vụ tốt nhất trên thị trường. Việc thận trọng trong vấn đề lựa chọn khách hàng, dù khách hàng không nhiều nhưng chất lượng không dàn trải sẽ giúp việc kiểm soát và đảm bảo rủi ro tốt hơn. Ông cho biết thêm, trong chiến lược phát triển của ngân hàng có 5 đến 6 lĩnh vực khác sẽ triển khai nhưng cần có thời gian để xây dựng và phải cuốn chiếu. Ví dụ như Sun Group, Vincom chiếm 70% thị phần vui chơi giải trí nên Techcombank chỉ tập trung để có được 2 khách hàng này chứ không cần tìm kiếm 5 đến 10 doanh nghiệp khác chỉ để có thêm 5% thị phần. Từ những tư duy lãnh đạo có chủ kiến, ông đã đưa Techcombank phát triển thần tốc. Sau hơn 10 năm lãnh đạo, ông đã đưa Techcombank đã trở thành ngân hàng tư nhân đầu tiên của Việt Nam đạt mức lợi nhuận sau thuế đến 10.000 tỷ đồng. Tính đến năm 2018, lợi nhuận trước thuế mà Techcombank đạt được là 10.661 tỷ đồng. Mức tăng trưởng này tăng 86% so với năm 2013. Xếp thứ hai trong các ngân hàng tại Việt Nam chỉ đứng sau ngân hàng Vietcombank. Chính sự tăng trưởng đó đã giúp ngân hàng Techcombank được chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán. Quá trình này đã giúp ngân hàng huy động được 923 triệu đô la Mỹ về Techcombank, cao thứ hai trong năm chỉ sau sự kiện IPO của Vinhome với 1,34 tỷ đô la Mỹ thu về. Nguồn tài sản của tỷ phú Hồ Hùng Anh đến từ đâu? Khi ông Hồ Hùng Anh là lãnh đạo ngân hàng đầu tiên của Việt Nam trở thành tỷ phú đô la được vinh danh trên Forbes, rất nhiều người thắc mắc rằng nguồn tài sản chủ lực của ông chủ ngân hàng Techcombank đến từ đâu. Mặc dù nắm giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị của Techcombank nhưng ông Hùng Anh chỉ nắm giữ 1,12% cổ phần tại ngân hàng này. Tuy nhiên, các thành viên trong gia đình ông lại nắm giữ tới 17% vốn điều lệ ngân hàng. Ngoài ra, nguồn tài sản của ông không chỉ đến từ ngân hàng Techcombank mà còn từ công ty cổ phần tập đoàn Masan. Dù không còn nắm giữ chức vụ gì trong Masan nhưng ông Hùng Anh vẫn nắm giữ 48% cổ phần. Số tài sản này là thu nhập chính giúp ông có được danh hiệu tỷ phú đô la. Nhiều nguồn thông tin cho biết, ông và người bạn của mình ông Nguyên Đăng Quang chính là hai cổ đông lớn nhất của Masan. Bên cạnh đó, Masan nắm giữ 15% cổ phần tại Techcombank là một trong những cổ đông lớn của ngân hàng này. Phần kết, có thể thấy được chặng đường làm nên thành công của những người tỷ phú USD như ông Hồ Hùng Anh chưa bao giờ là dễ dàng. Bằng phẳng cả, nhưng với năng lực tài giỏi, sự nhạy bén trong cách kinh doanh và quản lý, sự liều lĩnh dám làm dám chịu đã giúp ông có được thành công như ngày hôm nay. Dù khá kín tiếng và ít xuất hiện trước truyền thông, nhưng những dấu ấn mà ông Hồ Hùng Anh đạt được trong sự nghiệp của mình vẫn khiến công chúng dư luận ngưỡng mộ. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.